Ngày 24 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 74.000 hộ dân đăng ký đơn hàng, tăng hơn 50.000 hộ so với ngày trước đó. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, các hệ thống phân phối đã cung ứng hơn 70.000 đơn trong hơn 74.000 đơn đăng ký. Thành phố đã có 274.633 hộ đăng ký túi an sinh. Hiện thành phố có 2.302 điểm bán, gồm 76 siêu thị, 1.687 cửa hàng tiện lợi thực phẩm và 502 điểm tạp hóa chợ. Tuy vậy, do người dân phản ánh giá bán combo hàng còn cao nên các siêu thị phải tính toán lại giá chưa kịp giao hàng. Trong khi đó, theo nhiều siêu thị, do thành phố chỉ cho 10% lượng nhân sự được đi làm nên đang có tình trạng thiếu hụt lao động, cung không kịp nhu cầu. Và khả năng tình trạng này sẽ diễn ra trầm trọng hơn trong thời gian tới khi nhu cầu đặt mua hàng của người dân tăng cao vì hết dần hàng dự trữ. Do đó, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân, thành phố cần sớm cho các siêu thị tăng thêm nhân sự và được giao hàng trong khu vực quận.